có quay mặt nha, đi làm thoải mái đi. Hôm nay mình sẽ cập nhật về cái mẫu cuộc bình giao liên. Thì cái cây này chúng ta sẽ gắn cái trang zin luôn, nhưng mà nó là bình giao liên ha. Đó, thì cái phần này đó, nó sẽ ôm theo là với cái cây cuộc luôn. Đó, tạo một cái điểm gọi là vừa y luôn, hay kết nó luôn, rất là đẹp. Thì cái cây cuộc này của IDS hàng chính hãng luôn nha, bảo hành 6 tháng cho anh em. Nhúng rất là êm và lên xe rất đẹp luôn. Xe này màu đỏ. Đó, lên cái cây phục đỏ này thì không có gì phải chê nữa, rất là đẹp, rất là sang luôn. Nhìn nó phô cái phục ra, nhìn phía sau nữa nè, nhìn cái phục ra nhìn giống như là của mấy chiếc không có lớn, nhìn rất là đẹp. Thì cái cây phục này giá chính hãng đó là 3,4 triệu, thì bên mình sẽ bắt lắp ráp và sẽ bảo hành cho anh em bằng giấy của hãng luôn, và chỉ trong 6 tháng ha, hàng chính hãng luôn, gắp lên xe thì nhúng rất là êm và mượt. Thì chúng ta sẽ có được cái sự tăng chỉnh ha. Thì các anh em có thể tăng chỉnh bằng cái lò sao phuộc đây. Chúng ta cho em mở này ra để mà gắn lại cái nới lên, để chúng ta tăng giảm cái lò xo, để cho chúng ta có thể điều chỉnh được cái phuộc này nặng nhẹ rất là dễ dàng luôn ha. Thì chúng ta có thể lựa chọn, hiện tại đang có màu đỏ, chúng ta có thể gắn lên xe, hàng có sẵn luôn tại shop 5 oi. Các anh em có thể gắn ha, nhìn từ xa rất là đẹp. Thì đây là full box của nó, đây là cái hộp của nó đây, IDS ha. Đây, dành cho MX Black Red, hàng chính hãng luôn, full box các anh em. Đây là cái cây tăng chỉnh của nó nè, chúng ta có thể mở cái lò con ghép âm ra và chúng ta sẽ đúng cái cây vào đây để tăng chỉnh. Chúng ta canh theo cái độ đàn hồi của trọng lượng của mỗi người ha, và chúng ta sẽ chỉnh rất là đơn giản. Thôi lấy cái này đi bạn thôi, rất là đẹp. Đó, cái buộc lên xe nhìn nó rất là phô luôn, nhìn nó lòi cái buộc ra mà bình dầu nó cũng liền vô đây nữa, rất là ok, rất đẹp. Rồi anh em nào cần có thể là qua cái hàng của mình nha, xíu nữa mình sẽ gắp hàng áo lên cho mọi người. Rồi thì hiện tại là mình đã lắp ráp xong cái cây phuộc lên cho cái chiếc MX này ha. Thì cái bạn trai này là nặng là 90 kg, cho nên là mình sẽ chỉnh cái lò xo này xuống sâu một xíu ha, để cho cái độ đàn hồi của nó sẽ tốt hơn so với những người nặng ký. Còn như cái anh em nào mà nhẹ ký thì chúng ta sẽ chỉnh cái phần lò xo này cho nó dài ra, để cho cái độ nhúng nó sẽ tốt hơn. Còn với anh em mà đi nặng ký thì chúng ta phải trừ hao, ta ép lò xo xuống để khi mà ta đi hai nó sẽ hoạt động tốt và nó bền bỉ hơn nha, không có bị xì dầu đó, nên rất là đẹp luôn. Đó, nhúng rất là êm. Em ơi, lên nhúng thử nha, để anh quay coi. Đó, bạn trai nè, 90 kg. Rồi em đá trống rồi nhúng thử đi. Rồi nhúng đi. Đó. Rồi em nhúng mạnh đi. Rồi nhúng mạnh luôn. Đó, nó xuống rất là dịu, cảm giác rất là ok. Rồi thì cái cây này là 3,4 triệu một cây. Đó, mình gắn lên xe cho mọi người luôn, rất là đẹp. Nhìn từ xa thì cái bình dầu nó phô ra nha, rất là đẹp luôn. Đó, full hộp cho anh em. Rồi, hàng chính hãng của IDS bảo hành 6 tháng. Đó, anh em nào cần thì có thể ghé cửa hàng mình nha. Mọi thông tin chi tiết mình sẽ để ở bên dưới cái video này. Rồi, cảm ơn mọi người.